Thái tượng Cảm ứng Thiên Tập 128 Thưa quý vị đồng học cùng tất cả mọi người Phần chú giải Trong sách Cảm ứng Thiên vị biên Có nội dung vô cùng phong phú vì thời gian có hạn Nên tôi không thể đem hết Tất cả những chỗ tinh túy hay đẹp như vậy Trình bày với mọi người Tuy nhiên sách này được in ấn lưu hành Với số lượng rất lớn Mong rằng mọi người đều có thể tự mình thực sự nỗ lực tìm đọc và học tập. Đặc biệt là phải thường xuyên lúc nào cũng y theo những lời trang dạy của các bậc thánh hiền xưa thực sự phản tỉnh sửa chữa lỗi lầm tự làm trong sạch chính mình như vậy thì chúng ta mới có thể tự giúp mình thoát khỏi cổ nạn không chỉ là cổ nạn hiện nay người bình thường xem trọng hiện tại đâu biết rằng những khổ nạn ngày sau còn chưa biết có thể nghiêm trọng hơn bao nhiêu lần so với hiện tại điều này rất đáng để chúng ta lưu tâm tận trọng cảnh giác phần kết luận sau cùng của chú giải nói những người kính trọng tin tưởng bậc thánh hiền chưa từng có ai lại có được quả báo Làm thánh, làm hiền Câu kết này rất hay Cũng chính là khuyên bảo, khuyến khích chúng ta Phải biết tôn sùng, kính trọng Tin tưởng, ngưỡng mộ Những lời trang dạy của thánh hiền Thế nào là tôn sùng, kính trọng Thế nào là tin tưởng, ngưỡng mộ Tất cả đều nằm ở chỗ y giáo phụng hành như vậy thì chúng ta mới đạt được quả báo chân thật đúng như lời dạy của Thánh Hiền. Đoạn thứ 60 là câu Xâm lăng đạo đức nghĩa là xâm hại quỷ nhục người đạo đức. Phần chú giải mở đầu nói những người đạo đức trong thế gian thế nào là người đạo đức như các nho sĩ đọc sách rõ nghĩa đây thuộc về nho gia hoặc bậc tăng sĩ tu hành khắc khổ đó là những người có đạo đức Nói cách khác đạo là kiểu rõ được lý lẽ đức là có thể đem sự kiểu biết đó vận dụng vào thực tế gọi là đức hạnh tiếp theo lại nói lời họ nói ra là phép tắc việc làm của họ là khuôn mẫu Điều này cũng giống như hiện nay chúng ta nói Học vi nhân sư hành vi thế phạm Những người như vậy là bậc đạo đức Các vị này khởi tâm độc niệm Nói năng hành động Đều là vì xã hội Vì chúng sinh không gì riêng bản thân mình, cho nên gọi là siêu việt hơn tất cả, các vị siêu việt hơn hẳn tất cả những người bình thường. Cho đâu mà siêu việt? người bình thường một khi khởi tâm độc niệm, không gì gì không gì riêng bản thân mình, tâm lượng nhỏ hẹp. người có đạo đức thì tâm lượng rộng lớn trong phật pháp gọi là phát tâm bồ đề hành đạo bồ tát bất kể chúng ta hiện nay giữ cương vị gì đang làm công việc gì đều phải hiểu rõ được ý nghĩa này đều phải lo tu học. Cho nên tâm lượng phải rộng lớn. Ngàn ngữ thường nói, lượng lớn, phúc lớn. Mọi người ai cũng mong cầu được phước báo lớn Nhưng phước báo lớn từ đâu mà có Họ không biết Người đi trước đã răng dậy quá nhiều Nhưng chúng ta xem nhẹ bỏ qua Những lời dạy này cũng từng được nghe Thậm chí từ thân mình cũng thường nói ra Thường nghe thường nói Nhưng không để vào tâm ý không để vào tâm ý Tức là không thực sự ghi nhớ trong lòng Không thực sự đem những điều này vận dụng vào hành vi của mình Cho nên Tự mình không thể đạt được quả báo tụ thắng Chúng ta sống giữa đời này Các bậc thánh hiền thế gian cũng như suốt thế gian, Không riêng ở Trung Hoa mà trong các tôn giáo ở những nước khác, các bậc đại thánh đại hiền đều khác miệng đồng lời vì chúng ta dạy rằng phải thành tựu việc tốt đẹp cho người, không thành tựu việc xấu ác cho người. người khác làm một việc gì đối với chúng sinh, đối với xã hội không có lợi ích, chúng ta không giúp đỡ hỗ trợ nếu là việc đối với chúng sinh, đối với xã hội có lợi ích, chúng ta phải hết lòng, hết sức giúp đỡ, hỗ trợ họ, tùy hỷ công đức. So với công đức, việc làm của người ấy, công đức tùy hỷ của ta cũng không khác biệt. Vì sao vậy? Vì tâm thức tương đồng người ấy tự thân ra sức làm vì họ có đủ duyên để làm chúng ta không làm vì ta không có đủ duyên nhưng tâm lượng cả hai đều giống nhau đều bình đẳng cho nên phước báo có được ổn như nhau nếu như thấy người khác làm việc tốt làm việc tù thắng ta lại sinh tâm đố kỵ gây chướng ngại Dùng lời lẽ quỷ bán Dùng mọi thủ đoạn bất chính Để phá hoại Tội lỗi ấy rất nặng nề Quý đồng tu học Phật đều biết Trong năm tội nghịch có tội phá hòa hợp tăng Ý nghĩa điều này rất rộng Tiếng nhưng ít người hiểu được Tường vẫn cho rằng phá hòa hợp tăng là phá hoại tăng đoàn Cách hiểu điều này như vậy là hết sức hạn hẹp Ý nghĩa thực sự của hòa hợp tăng là gì? Tăng là đại danh từ chỉ cho một đoàn thể hơn nữa đoàn thể ấy phải sống chung hòa hợp vui vẻ cho nên mới gọi đó là tăng đoàn không nhất định chỉ riêng đoàn thể những người xuất gia bất kỳ đoàn thể nào trong thế gian chỉ cần người lãnh đạo và tất cả mọi người trong đoàn thể hợp thành một tập thể sống chung hòa hợp vui vẻ thì đoàn thể ấy gọi là tăng đoàn không nhất thiết gì đó đến người xuất gia người xuất gia mà sống chung không hòa hợp đó không phải gọi là tăng đoàn cho nên phật nói với ý nghĩa này chúng ta phải hiểu thật rõ ràng vì thế mới gọi là hòa hợp tăng vì sự hòa hợp Nhà Phật nêu ra sáu điều kiện gọi là lục hòa kính, tức là sáu điều hòa kính. Chúng ta nhìn thấy nơi các tôn giáo khác như nhìn thấy trong Thiên Chúa Giáo, nhìn thấy trong Hồi Giáo. Các tôn giáo ấy đích thực có đủ sáu điều hòa kính. Đoàn thể của họ đối với xã hội Đối với chúng sinh có sự cống hiến Họ làm được rất nhiều những sự nghiệp phúc lợi Nếu chúng ta đối với họ có ý xấu phê bình, chỉ trích, có ý xấu quỷ bán Nghiệp tội ấy phải đọa vào địa ngục. Ý nghĩa ở tập bậc này rất ít người hiểu được. Tại Trung Hoa, trong Nho Gia, trong Đạo Giáo, những người chân chính tu hành đều là tăng đoàn hòa hợp Chúng ta nhìn vào các tôn giáo khác Chỉ cần họ kính tin thờ phụng tôn giáo của mình Hiểu rõ giáo nghĩa dân làm y theo lời dạy Lời lạc chính mình và lời lạc cho người khác Thì tất cả đều là tăng đoàn Trong các tăng đoàn như vậy chỗ thù thắng hơn của tăng đoàn phật giáo so với tăng đoàn của các tôn giáo khác là trong phật giáo không hề có sự mưu cầu lợi riêng lời phật dạy vô ngã tướng vô nhân tướng vô chúng sinh tướng vô tọa giả tướng là phẩm tính vượt trên hết đẩy các tăng đoàn Tuy nhiên chúng ta ngậm nghĩ xem Chúng ta học Phật Gia nhập tăng đoàn Phật giáo Nhưng ta vẫn còn ngạ tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng Vì thì chúng ta nhất định Chẳng dược hơn gì các tôn giáo khác Thậm chí còn không bằng họ Chúng ta phải nói ra bằng lương tâm Không thể tự khen mình chê người Người khác có chỗ tốt thì đó là tốt Có ưu điểm thì đó là ưu điểm Chúng ta phải ngợi khen tán tán sưng dương Chỗ nào ta không bằng họ Thì phải tự nhận Phải hối lỗi Phải thấy chỗ Phật Pháp cao siêu Tù thắng ta chưa làm được đối với những bậc có đạo đức nếu quý vị xâm phạm đến tội lỗi rất nặng nề quý vị đối với họ không những không có sự tôn kính lại còn kinh thường Trong lúc vô tình hay cố ý Còn kinh chê, quỷ nhục họ Lẫn lướt họ, gây chứng ngại cho họ Nói thật ra trong nhà Phật thì diệt định tội quý vị Không phải là tội gây ứng ngại một người Vì quý vị lớn lướt một người Kinh chế, quỷ nhục một người là tội nhỏ Nhưng ở đây phải xét về đức hạnh Học vấn đạo đức của người này Có ảnh hưởng rất lớn đến xã hội quý vị xâm phạm quỷ nhục họ là phá hoại lòng tin của đại chúng trong xã hội trong kinh điển đức phật dạy rằng những bậc tiện tri thức như vậy là mắt nhìn của chúng sinh là ngọn đèn sáng trong chỗ tối tâm Họ giáo hóa chúng sinh Họ là người hiện tiện trong xã hội Là tấm gương tốt của đại chúng trong xã hội Quý vị kinh chê quỷ nhục Những người như vậy không phải là đối với họ Mà là quý vị đang quỷ nhục hết đại chúng sinh đem tấm gương tiền lương tốt đẹp của hết thành chúng sinh hủy hoại đi. Khiến đại chúng trong xã hội bị mất tiêu chuẩn noi theo để phân biệt tiện ác. Tội lỗi như vậy là quá lớn. Do sự định tội như vậy, quý vị mới phải đọa vào địa ngục A Tỳ. Ngược lại, nếu như quý vị đối với các bậc đạo đức Có sự ngợi khen, xưng tán, ủng hộ Giúp đỡ, hỗ trợ thì công đức vô lượng, vô biên Mọi điều lành dữ, họa phúc đều quyết định chỉ trong một niệm. Cho nên, người giác ngộ thì phải hết lòng hết sức ngợi khen xưng tán hợp lực trợ giúp với các bậc đạo đức. Chúng ta không đủ sức lực, không đủ duyên phần, thì chúng ta cởi tâm hướng về họ, tán thành là đủ. Chúng ta cởi tâm gợi khen, xưng tán họ là đủ. Cũng đạt được công đức viên mãn. Vậy sao không chịu làm Vì sao phải tạo tác kịp tội Được rồi, hôm nay thời gian đã hết Chúng ta dạng đến đây thôi